Em mến chào các bạn đến với chương trình The Nail Tip Show. Hello everyone. Good afternoon. Welcome to The Nail Tip Show Facebook Live. I'm excited and honored to have a special guest here. He will answer all your questions. So let me introduce you, my special guest, Doug Shun. Hi, Doug. Hello. Thanks for having me. Glad to be here. Good. Say hello and give him a lot of hearts, okay? Can you tell us a little bit about yourself? Well, sure. I'm a scientist in the beauty industry. I focus primarily on nails. I ran the laboratories for creative nail design, or C&D, for 20 years. And that was 10 years ago. I've left them and just became a consultant. And primarily what I do now, work in the industry, helping companies with product development, with education, marketing, a wide range of things. And of course, I do a lot of education for nail technicians on Facebook and other places. So I'm very glad to be here today to share some information with you and answer your questions. Yes, very impressive, right? Hôm nay em mời được một cái ông học hóa học gia, ông chuyên môn về những sản phẩm về beauty và nail trong ngành nail. Thì hôm nay ông sẽ giúp các bạn và cho em hiểu về biết thêm cái chất hóa học về những cái sản phẩm mà mình xài hàng ngày trong salon. Em biết những các bạn mà đang làm trong ngành nail thì nhiều lúc mình chỉ biết làm những cái sản phẩm mà mình không biết tại sao mình làm sai, làm đúng, hay là nhiều lúc mình có trouble mình không có biết giải thích cho khách, hay là cũng không, mình không biết tại sao mình làm sai. Thì hôm nay em mời các bạn vô vào cái trang Facebook Live với Nail Tip Shop để ông sẽ cặn kẽ và giải thích cho những cái chất hóa về cái ngành nail của mình. So to start off, I know that UV lamp and LED lamp is such a big topic. I feel like even though we use it almost every day in a salon, but a lot of people don't understand it. What is the difference between UV and LED lamp? Let's just start with that. Well, this is a main problem that people don't understand this, so it's really very important to understand. Many people think I'll change from a UV lamp to an LED lamp. And when they say that, that tells me right away that they may not understand that LED is actually a type of bulb. It stands for light emitting diode. And it's really not a new type of light that's been invented. Some people believe it is, but it's not. It's a new type of bulb that releases UV energy, and that UV energy is what causes the gels to harden. So either night type of nail lamp you're using, both of them are releasing small amounts of UVA. Okay. So ông muốn giải thích cái này thì em chỉ có muốn cho các bạn biết sơ sơ thôi. Thì nói chung cái ngành về chất hóa này thì em không có biết rằng, nhưng mà em sẽ ráng cố gắng giải thích cho các bạn đúng cái ý nghĩa as much as possible. Nhưng mà nếu mà các bạn nào trong ngành nail mà có theo dõi cái chat này thì có thể giúp em translate được thì giúp em dùm luôn nha, để cho cái cộng đồng Việt Nam mình biết, hiểu biết về những cái sản phẩm mình đang xài là cách dùng sao cho nó đúng hơn. Thì em hỏi ổng là cách UV với LED lamp nó khác biệt là cái gì. Thì nói chung á, hai cái loại đèn nó khác nhau thôi. UV với lại LED thì nói chung cái LED, hai cái loại đèn khác nhau, nhưng mà cái LED lamp nó cũng ra cái loại điện của UV. Lúc mình khia cho gel thì loại nào nó cũng sẽ khia cái loại gel mình xài. So with that, right now we have a lot of manufacturers producing hybrid gel, I mean lamp, meaning UV and LED. Did you find, is that one lamp fits all gel products? Unfortunately, there's no such thing as a lamp that will cure all UV gel products. People don't understand there's really three kinds of cure. There's under cure, there's over cure, and then there's proper cure. And obviously we want to achieve a proper cure. Yes. Because there's so many different kinds of lamps out there, it's easy to get over cure or under cure and not proper cure if you're just randomly grabbing a lamp and hoping it works. That's why that method doesn't work very well. Okay. So and cũng hỏi thêm là có cái máy nào mà dùng được mà khia cho tất cả những sản phẩm loại gel ở ngoài thị trường ngành nail mình, thì ông nói không có cái máy nào mà có thể dùng hết tất cả cho những cái sản phẩm, nhất là những cái sản phẩm về gel của cái thị trường mình. Thì ông nói có loại có ba cách làm khia cho cái nail product, có nghĩa là properly khia là khia cho đúng. Một là mình over khia là có nghĩa là mình
quá giống mình bỏ vô cái đèn quá nóng hay là chưa underkill, là có nghĩa là chưa có đủ, thì ông nói có thì mình có ba loại, thì mình em sau đây sẽ hỏi thêm. So what is can you go in detail like what, how do I know if I properly cure the gel what I'm like the gel that I'm using? That's actually what causes the most of the confusion, and it's a very good question. Because what people don't understand is that when the gel hardens, that's when it's 50% cured. Mm. So hardening doesn't mean the gel is properly cured. Now, if it's still gooey and sticky, that obviously means that it's undercured. Mm. And we don't want an undercure situation either. But we can cure the gel with too much UV energy, and it causes heat spikes that can burn the client's nail beds. So we don't want too much energy, and we don't want too little. We need to get right in the middle where we're getting proper cure. And that's difficult to see. So since you can't look at the nail and see it, that's why you must rely on the gel manufacturer to tell you which lamp that they've tested that they can assure you will properly cure their UV gel. So your suggestion is that when we buy the product from, let's just say company A, they tell you to cure 30 seconds with the LED lamp, then that's just the way. But how do I know is the light that they're using and what I'm using is, that's the thing that I feel like a nail tech, right. They just listen to, okay, let's just put in there for 30 seconds. But they don't understand the different, their lamp, if you don't use the same lamp, right? That could cause a problem as well. Well, people understand that time, excuse me for my cough here, time is important. With how much time you spend under the UV is very important to proper cure. Mm-hmm. But there are actually three factors that are important. The wavelength of UV that's being created, as well as the intensity of the UV being created, and the time. All three of those have to be the same. So if have to be correct. So if you don't have the right wavelength at the right intensity for the right time, you won't get proper curing. The only one who can tell you how to do that properly is a gel manufacturer, not the lamp manufacturer. Mm. They'll tell you their lamp will work with any gel, which is not true. They may harden them, but they don't work properly with them. The only way to know that you're getting proper curing is to rely on the manufacturer who developed the gel and tested the gel. They'll tell you which lamp or lamps are suitable for ensuring proper cure. Mm. And they're the only ones who can give you that information. Mm. So can you repeat again, two factors to have it properly cured is the time and time, the lamp. It's actually three. The time, mm-hmm. the wavelengths being generated by the LED or the fluorescent lamp, and the intensity of the UV. Mm. All three of these things need to be proper. And LED isn't just one kind of lamp. There are different wavelengths created by different LED lamps at different intensities. Mm-hmm. So you can't just pick one and hope it's going to work. That needs to be tested and ensured that it's properly curing the gel with that particular time exposure. Ok, em nói muốn giải thích sơ sơ là lúc mà mình cure cái gel product của mình, nó có cái ba cái điểm chính mà mình phải cần biết để mình làm đúng cure nó đúng. Thứ nhất đó, là cái intensity, là có nghĩa là cái tốc độ của cái máy, cái điện nặng của cái máy trong máy. Thứ hai là cái bao nhiêu giây các bạn hơi vô, với lại cái UV lamp á, nó có cái nó sẽ tăng ra cái điện wave á, thì các bạn phải biết cái đó mình xài bao nhiêu. Chứ phải là what? That's another thing I want to ask you too, is that mình cái đèn của mình phải biết cách làm đúng mà xài đúng theo cái hãng mà các bạn mua, thì mình xài vậy mới đúng, mới có hữu hiệu nhiều tốt hơn. I know that's what I want to ask you too, is that a lot of people thinking, oh, I need the 36 watt UV lamp or LED lamp versus 48, maybe the cure faster is better. Is that true? Wattage is just the way that nail technicians get fooled. Wattage has nothing to do with the wavelength or the intensity or the time, which is, you notice I didn't mention it as a factor before. Wattage has nothing to do with how thoroughly the products will cure. Mm-hmm. It's how much electricity your lamp will use. So 236 watt lamps could have very different wavelengths, very different intensities, and cure in very different ways. Never go by wattage. Mm. That's just the way that lamp manufacturers trick nail technicians into thinking this lamp is the same, so you can buy it. You can't tell by wattage. Oh, see? I feel like that's a number one misconception about the wattage in the industry. I feel like everybody thinking 48, you know, if I cure under, you know,
30 seconds or 15 seconds, that's better, right? But that's not the case here. Well, LED nail lamps have one third the wattage. Mm. So how can they cure faster and have one third of the wattage if wattage has anything to do with it? No, it's a big trick. And don't be fooled by this. Don't think, well, that's a 48 watt lamp. I'm going to buy that because that's what I've been using. It could be very, very different. You need to talk to the gel manufacturer and say, which lamps have you tested that you say will properly cure your gel? And then you need to use those lamps or you won't get a proper cure. Mm. Okay, guys, since I have Doug here, you guys have any questions, please ask us and then I can directly ask Doug as well. Just a quick, cho những ai đang coi, các bạn biết, ông Doug có nói là các bạn mà mua cái đèn á, không có phải là 36 hay 48 watt là tốt. Cái đèn nó không có phải cure tốt hay không là theo cái watt. Cái watt nó là chỉ có cái ngọn điện để cho cái đèn nó xài thôi. Còn cái quan trọng nhất là cái UV wavelength trong cái máy của mình. Thì trong cái máy của mình á, cái UV lamp của mình nó ra cái ngọn điện tia sáng á, thì cái đó mới là cái quan trọng. Thì nên lúc các bạn mua máy á, các bạn đừng có coi theo cái wattage của cái máy, nhưng mà mình phải xài những sản phẩm nào, mình nên hỏi những cái hãng đó xài cái máy loại gì, làm sao để cho mình khi cái sản phẩm đó tốt và hoàn hảo hơn. So I know we have a lot of issue in the beauty industry. A lot of clients come in, even some of mine come in and ask, they're afraid of UV lamp because they thinking that's, you know, let's just say it caused cancer and all that. So what is your answer to that? Well, I think it's ridiculous. There's a lot of myths out there saying that UV nail lamps are dangerous, but they've been examined in several different scientific studies. And they found that the UV nail lamps, actually LEDs and the traditional fluorescent style, they're all safe. And they're not accidentally safe. They're safe by design. These lamps are designed to be safe. There's been several studies that show that it's impossible to exceed safe limits with normal use of these lights. So your clients are never going to be overexposed to them, and neither is a nail technician. Mm. Unfortunately, the Food and Drug Administration has come out and made a statement about this just recently, which you can find if you Google FDA and nail lamps. And they say that these nail lamps are safe. They've gotten no reports of cancer or burns from them. Mm. In fact, they say these lamps are safe if you use them 36 minutes every day. So obviously these nail lamps are very safe, and the TV doctors that are spreading the misinformation about them are really harming our industry and helping themselves and not helping you or me or clients at all. These are spreading misinformation. Mm. So the best way is to explain that to your client about the safety of the UV lamp and the studies that back up that theory, right? Right. Yeah. They're designed to be safe. Mm-hmm. And the other thing that people don't understand is the back of the hand is the most resistant to UV of the entire part of our body. Really? The back of the hand is four times more resistant than our face. So our hands are actually adapted to be resistant to UV. And the amount of UV that comes out of these lamps is very, very low, less than the sunlight. In fact, the experts who have tested these lamps say they're safer than natural sunlight. Wow, okay. Em mới hỏi ổng là thường thường trong salon thì ai có nhiều khách vô hỏi mình là sợ là xài UV lamp là tại vì có cancer, tại vì mình hơi cái đèn nó lâu. Nhưng mà ông mới giải thích là cái UV đèn của mình xài trong salon á, cái UV nó tung ra nó rất là ít và nó không có nhiều. Nó không có nhiều bằng những cái natural sunlight, có nghĩa là mình ra ngoài nắng, more harmful là có nghĩa là mình có thể bị nám hay là bị cháy nhanh hơn là mình ngồi nguyên ngày. I'm sorry, không phải ngồi nguyên ngày mà mình mỗi khách mà trở lại có 2 tuần, trong khi đó mình có xài có mấy phút thì sẽ không có bị harmful. Và trong cái ngành nail mình cũng có nhiều cái article về giống Nails Magazine có viết về những cái article này để cho các bạn hiểu thêm. There's a magazine that wrote article about the studies, like you and I know you lecture about that a little bit. Can you explain the study that you found in about the sunlight and the UV lamps? Well, there have been 3 different studies that I think are good studies. One measured the intensity of the UV lamps and found it's
if you use your nail lamp regularly, it's about getting an extra 2 minutes of sun every day. Mm. Another study that the FDA cites shows that when you compare these exposure to what are internationally accepted levels for safe exposure to UV, mm-hmm. that's where the 36 minutes a day comes from, that you would still be within safe limits if you use these lamps 36 minutes every day. So obviously that is a strong indication that they're safe. But I think the best study came out of Brown University, where they compared UV nail lamps to the lamps that are used to treat psoriasis. Doctors say these psoriasis lamps are perfectly safe for treating psoriasis. Well, they compared the UV output from a psoriasis lamp to a nail lamp, and they said that you would have to get 250 years of weekly salon treatments with a UV nail lamp to equal what you get with a course of psoriasis treatments from a dermatologist. So obviously it puts in perspective that the amount of UV coming out of these lamps is very, very low. Mm. And not going to be harmful to the skin at all. Mm. Wow. Anh cũng muốn cho các bạn biết là trong cái ngành nail thì có ba cái study để back up cái theory này. Thì đó là trong ba cái study đó đều nói là những cái UV lamp của mình xài trong cái salon, trong cái ngành nail của mình nó không có harmful. Nếu mà các bạn có muốn coi thì is there a link to that? To if they want to read the article, is there a link to that? Easiest way to find it. First off, you can look on my website. I have information on my website, which is dougshoon.com. Mm. But the easiest way to find the FDA website is the Google FDA and nail lamps. Oh, okay. FDA and nail lamps. And it'll come up top of the search. And you can read an article that the FDA says about these nail lamps, and they say that they're safe and they don't see any problems with them. Okay. Nếu mà các bạn có muốn biết chi tiết thêm về cái link này thì cái hỏi em để có gì after the live thì em có thể trở lại mà để xuống cái link cho các bạn thấy ha. Hello everyone, cảm ơn các bạn đã vô nha. Những cái ai có câu hỏi gì nhớ hỏi em. I have few questions here from the chat. One from Jacqueline asks, how to tell who is manufacturing with all the private labels? Well, the person who sells the product and puts their name on it, they're responsible to tell you how to properly cure your products. Mm-hmm. They're responsible to tell you how to properly use their products. If they're not doing that, they're not living up to their responsibility. Mm-hmm. So it doesn't matter whose name is on the label. They're responsible to find out what the correct lamp or lamps are. It may be more than one, and to provide that information to you. If they tell you just use any lamp, they're not fulfilling their responsibility. Mm-hmm. They need to tell you how to properly cure your products so you can avoid the problems that are associated with improper cure. Có một cô trong cái chat cô hỏi làm sao biết những cái máy nào mà của giống như người ta private label, có nghĩa là làm cái tên riêng của một cái sản phẩm đó. Thì những ai mà có private label hay làm riêng những cái sản phẩm mà mua của hãng thì cái người đó hay là cái hãng đó có trách nhiệm chia sẻ với các bạn cách xài dùng, làm sao cho cách xài dùng cái máy đó. Thank you, Jay, for helping me out. Put the link up there. Thank you so much. And I just want to add something real quick. Okay. The private label should get this information from a factory where the gels are actually made. Mm-hmm. So they don't have to do this experimentation themselves. This has to be done by the manufacturer, the maker of the UV gel. It's their responsibility to say, this is what you must do to properly cure. Mm-hmm. Their responsibility to tell that to the distributor or to the private labeler, and their responsibility is to tell that to the end user. And if you're not getting that information from your supplier, you should find someone who will provide you with that information, because you need it to work safely. Yeah. Ông cũng muốn nhắn thêm là những cái hãng nào mà các bạn mua mà không có cho các bạn biết chi tiết cách xài dùng mấy cái máy UV lamp hay là LED lamp này thì các bạn phải ráng hỏi, tìm cho những ai trong những cái hãng đó và cho các bạn biết những cái chi tiết để cách dùng xài những cái dụng cụ của máy ha. I have a friend here, Jade Nguyen. Hi Jade. She said sometimes gel color change their color. What are the cause of that? Well, some of the pigments that are used in the UV gels and other colorants aren't very stable, especially with sunlight. So sunlight can cause them to fade and begin to shift, as can time. So this is why it's important to store your products in a cool, dry location out of direct sunlight. Don't put them in your trunk, because heat and sunlight both can cause the pigments to age more quickly and to begin to fade.
Ok, so cô có cơ bản Jade có hỏi là tại sao mấy cái gel mình lúc mình xài thì nó đổi màu, thì ông nói là một cách đó là mình cái pigment của cái gel, nhưng mà một cách cái đó cái do cái pigment của cái gel. Thứ nhất là mình lúc mà mình giữ cách giữ bền cho cái gel, tốt nhất là mình đừng có để cho nó ra gần cái nắng sáng hay là gần mấy cái đèn, thì các bạn phải cho cái dry mà nó cool area, right? Dry right. And cool area để cho out cái of sunlight. Out of sunlight, đúng rồi, để cho nó đừng có sát như những cái ánh đèn hay là ngoài cái tia nắng, thì cái gel nó sẽ giữ lâu và bền mà nó không có đổi cái màu pigment của cái màu gel. Thank you Jade for that. Okay, let me see. I have another one. Say Dorada said, is it true that there are no chance for overcure the product? Well, as I said, there are three kinds of cure: undercure, overcure, and proper cure. Overcure, there's two ways of overcuring the product. One would be in the salon using a lamp that has too high of an intensity and it causes the products to overheat and burn the client's nail beds. That would be one problem, because that can lead to separation of the nail plate from the nail bed that can cause onycholysis or infection. So I'll let you say that, then I'll tell them the other half. Okay, give me a second. I was just reading the okay. questions, that's why. Okay. While you're reading, I'll go ahead okay. and tell them the other half. The other part would be that you can overcure after the client leaves the salon, because the client can go to a tanning bed or solarium, whatever you call them, or go to the beach and their hands can be exposed to UV, and that can cause discoloration or breakdown after they leave the salon. But while they're in the salon, if you're not getting heat spikes that are burning your client's nail beds, it's very unlikely you're going to overcure while you're in the salon. Oh, I didn't know that. That's pretty good. Ok, cái hồi nãy giống như em nói sơ sơ về cái overkill, có một người bạn trên đây hỏi mình có thể overkill cái gel của mình không? Thì tất nhiên có, tại vì những cái sản phẩm mà các bạn xài mà cái máy mà nó không đúng với những cái sản phẩm product, thì that's why các bạn nhiều lúc các bạn thấy là các bạn bỏ vô cái đèn á, có nhiều cái sản phẩm của mình nó nóng liền, thì nó nóng quá là có nghĩa là nó cháy nhanh, tốc độ nhanh quá với những sản phẩm mà cái máy đó nó rất là mạnh. Đối với những cái sản phẩm mà các bạn xài thì nó là overkill, thì có nghĩa là nó làm vậy nó sẽ, thứ nhất nó sẽ không có tốt cho không có bền, nó không có giữ cái sản phẩm bền lâu, mà thứ hai có thể nó làm cái ngón tay nó có sẽ làm hao tổn cái móng tay của người khách mình. Yeah, that's a good question, right? What I want to know too is that when that's why I feel like there's so many gel products out there, and there's so many lamps out there as well. So I guess the best way is to, when you, is it true that the best way to learn is when you, is it okay to mix the gel products with different lamps? That's what I'm trying to see. Well, if you don't know for a fact that that's the correct lamp, you could end up undercuring your products, which is one of the top reasons nail technicians become allergic to their own products. Mm. Undercuring, you lay your arms in the dust and filings from undercured UV gel for many, many months or even many years, many people develop allergic reactions that cause them to have to leave the industry completely. So in my opinion, that's a real problem, because it's completely avoidable. Allergic reactions can be completely avoided, but that doesn't happen by accident. It happens by plan. Mm. So if you don't understand how to avoid allergic reactions, you probably won't be able to, or might not be able to. And if you don't understand the importance of using the correct lamp, you're certainly going to be having these problems. Because as Ann said, there's many, many different lamps out there and many different gels. You can't just hope to get the right combination. Don't listen to the lamp manufacturers, listen to the gel manufacturer and ask them, which lamp should I use, or lamps should I use? There might be four or five that they've tested, but don't use a lamp that hasn't been tested and shown to properly cure. Otherwise you could develop allergic reactions and they're permanent. They never go away. Oh, really? So when it's undercured, that's when you develop the allergy reaction?
exposure to undercured dust and filings is laying your arms out, getting in your collar, on your back of your hands. That's a leading way that people develop allergic reactions. Once the gels have been properly cured, they're very unlikely to cause this kind of a problem. So we need to get up to higher cures than many people are getting. Many people are just getting hardening and thinking they're getting proper cure. Mm. And they start getting itchy skin, their skin starts getting red, irritated, they get little water blisters. They can't figure out why. Mm. It's likely because they're not curing properly. Okay, so em mới hỏi ông Đức là bây giờ trong thị trường mình có nhất rất là nhiều những cái sản phẩm, những cái đèn UV với LED lamp và cũng rất nhiều những sản phẩm về gel. Thì em nói thí dụ mình mua hãng này mà xài đèn khác hay là muốn xài gel khác rồi xài đèn khác được không? Ông nói mình trước khi mua mình đừng có mua theo về cái máy, mình nên xài những sản phẩm gel nào thì mình phải biết. Và hỏi hay là mình phải thắc mắc về cái hãng đó, về những cái đèn nào để cho best cure cái gel của mình. Tại vì các bạn mà xài mà gel mà các bạn cure không có đủ hơi nóng mà không có cho nó cháy chín giống như chín vậy đó, thì nó có thể cho cái nó sẽ thành cái những cái sản phẩm đó nó làm khách tay khách có dị ứng lên cái ngón bàn tay. Thì nhiều lúc các bạn thấy là có nhiều khách tại sao đeo gel mà nó bị đỏ, nó bị ngứa hay nó có bị blister, là có nghĩa nó bọc mấy cái nước trong cái tay á. Cái đó là cái có thiệt nha các bạn, nếu mà mình làm không xài đúng cái đó nó under cure thì nó sẽ làm cho các bạn có dị ứng trên những cái ngón tay của khách nha. So các bạn mà mua mà UV lamp á, chủ yếu nhất là phải biết những cái gel nào mình đang xài và phải lắng nghe những cái hãng chỉ cách làm khi đúng theo cái hãng đó nha. Okay, so I have a client, she's like, she says she lives in Nigeria where we have extreme hot weather. Is it advisable to store gel in the refrigerator because the hot weather once caked all the gel, you know, all my gel polish because the heat. So is that advisable to put in the refrigerator? Well, heat is only going to affect the thickness or the viscosity of your gel, so it can make it feel a little thinner and a little more runny, but it's not going to cause it to cure in the container. Only UV can do that. You can store products in a refrigerator to keep them cool and extend their shelf life, but you have to remember a couple of things. Not a good idea to do that while you're storing your food. I wouldn't put it in the same refrigerator where, especially where I keep my family's food. The other thing you want to remember is when you take the product out of the jar, out of the refrigerator, it'll remain cold. And if you open it up, it'll condense moisture on the inside of the container and can get moisture in your product. For some products, that would be disastrous. So my recommendation would be to take it out of the refrigerator and let it come completely back up to room temperature before you open it. And I would only do this with product that's never been opened. I wouldn't do it once the product was opened. Mm. Có một người bạn hỏi là chị ở cái nước mà rất là nóng thì có thể chị hỏi có những cái sản phẩm mà gel mà khí hậu rất là nóng chị có bỏ có thể những sản phẩm đó trong cái tủ lạnh được không? Ông nói ông không có khuyên là tại vì những cái hàng sản phẩm gel hay là cái gì đó không có nên bỏ gần với độ thức ăn của mình trong cái tủ lạnh. Thứ nhất, và thứ hai nữa là mình đừng có để những sản phẩm mà đã mở rồi thì nó cũng có thể có cái mùi nó nồng ra, nó sẽ bay ra trong cái tủ lạnh của mình. Cái đó là em thấy là cũng rất là ấy, nhưng mà cái này mình nói chung mình ở Mỹ hay là mấy cái nước khác thì chắc mình không có, nhưng mà tại cái cô bạn này có ở Nigeria thì cái khí hậu cho nó nóng thì nhưng mà em nghĩ cái đó là mình cũng nên biết thêm, là tại vì những sản phẩm mà mình làm trong ngành nail thì nó có cái chất chemical trong đó, có chất hóa chất, thì mình không có nên để gần những sản phẩm thức ăn của mình trong nhất là trong cái tủ lạnh. That's a good advice. I don't think that's a good idea to put in the refrigerator anyway, near your food and everything. Yeah, that's not good. Okay. So if I know we're gonna cover a lot of topics today, and I know you guys have a lot of questions, but before we go on, please just keep the questions coming. I will ask him as much as time allow us to do. But before we move on, he does have three books, you guys. Face to Face with Doug Shun, Volume 1, 2, and 3. And you can go on Amazon, you said iTunes too, as well, right?
to purchase his books. Mm-hmm. So I highly recommend it because I feel like as a nail techs, these are sort of like Bibles. I feel like this is, yes, we as a, if you, you know, want to educate yourself and especially you want to educate your clients as well and keep the community, our nail community growing and move forward and excel in the nail community, please educate yourself and please read these books. I highly recommend it. Yeah, they're called Face to Face with Doug Shoon. They're based on a video series I do mm-hmm. by the same name. But they're called that because they're all questions directly from nail technicians. The entire book is question and answer. So when I get a great question, I add it to the book and with my answer, and you'll be amazed at what you learn. You should check it out. There's a lot of information out there that can really help your career that you don't realize is available. You should take advantage of it. Yes. Em cũng muốn giới thiệu cho các bạn và biết là Doug Shoon có viết ba cuốn sách có gọi là Face to Face with Doug Shoon Volume 1, 1, 2 và 3. Nếu mà các bạn có muốn đọc thêm và muốn học hỏi thêm những cái chi tiết về những sản phẩm mình xài, nhất là những cái chất hóa học mình đang dùng hàng ngày trong salon, thì các bạn có thể mua trên Amazon hay là iTunes. Em cũng nghĩ các bạn nên học, nên mua cuốn sách này đọc là tại vì mình là trong ngành nail, mình làm cái design mỗi ngày, nhưng mà mình cũng nên biết nhiều hơn về những cái hóa chất hay là những cái sản phẩm mình đang dùng để mình có thể chia sẻ với các bạn trong cái ngành nail. Thứ hai nữa là mình có thể chia sẻ với cái khách của mình, tại vì những khách của mình là những cái người đồng hành mà làm trong những cái công việc mỗi ngày, thì mình cũng nên chia sẻ những cái đó để cho khách có tin tưởng, bỏ cái tin tưởng trong cái kiến thức của mình nhiều hơn. Jay said she bought all three and she loves it. Good. And Dorota said there are four books, three parts of Face to Face and Natural Nail Products Chemistry, all are amazing. So that's, you have a lot of fan here. I know. I can't wait to em cũng đọc sơ sơ về thôi, nhưng mà em chưa có đọc hết, nhưng mà em sẽ cố gắng bỏ thời giờ ra học đọc thêm để cho những cái chương trình sau thì em có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Let me see if I have any book. They're available on Amazon worldwide, you guys. iTunes, Barnes & Noble, Nook, any ebook format, or you can get it as a printed book as well, whichever you like. And they can also look some of the articles on your website as well, right? Yes, I have lots of free articles on my website, which again is dougshoon.com. Okay, I have Michelle here ask if the polishes are gel lacquer hybrid. Maybe 100% gel polishes will stay more fluid in the hot Nigerian environment. Well, what are called hybrid gels are gels with solvents in them. They can stay more fluid, but the problem is if you don't properly close anything like a nail polish or a product with a solvent in it, it can evaporate out more quickly in the heat and become more thick. So I would say that that's not going to be the best solution for you. The best solution would be to control the temperature of your salon. Mm-hmm. We should control the temperature of the salon in terms of, in Nigeria, you would know Fahrenheit, centigrade. I would say between 20 and 23 centigrade. For us that don't use that metric system, 72 to 75 is ideal in the salon. If you keep it in those temperatures, you're not going to be struggling with your products all the time. It really will benefit you and your clients to monitor the temperature in your salon a little more closely. Between 72 and 75 for us? Right, that's the ideal. A little higher, a little lower, of course, is okay. Mm-hmm. But if you're looking for the ideal zone. Có người bạn hỏi là mình giữ cái chất những sản phẩm gel này để làm sao giữ làm sao mà nó không nóng ha. Thì các bạn thường thường mình làm trong salon, nói chung ở Mỹ thì mình cũng có AC trong tiệm, nhưng mà các bạn ổng khuyên là mình nên giữ khoảng chừng 72 tới 75 độ trong salon, thì cái đó ít chút xíu, nhiều chút xíu, mình bớt chút xíu hay nhiều lên chút xíu thì cũng được, nhưng mà cái 72 tới 75 là cái ideal temperature mà để cho mình giữ những cái sản phẩm gel cho tốt và xài bền ha. Another thing I want to ask you about is that with the nail industry keep moving and changing with products, besides
keep updates with you with the information and learning. Is there another way, or are there different ways for them to kind of like keep up with the education? Sure. So what are the ways to do that? Well, I think the most common way we know about are the manufacturer's features and benefits classes. Well, they actually come in and teach you about the features and benefits of their products, the best ways to use them. Mm-hmm. I think those are very, very important. Better than just grabbing a product and saying, I'll try it my way. Mm-hmm. Best to find out how the product was actually designed and intended to be used and try it that way. You'll find you'll probably get a lot better result. Another way is, of course, to go to trade shows. A lot of people don't think there's any value going to trade shows, but just walking around and listening and watching others work is very, very important. Even if you don't buy anything, there's classes offered, there's demos going on all the time. You can ask questions of experts. So that's really another great place to go. I would be very careful of the internet, because anybody can share their opinion on the internet, and there's good, there's bad, there's everything in between. So the more you know, the better you can choose what information on the internet is valuable and which is just a repeating of old myths. And that's really the main reason I wrote my books, is so that people can begin to understand the basic truth. I don't talk about brands. So em mới hỏi ông là bây giờ trong thị trường nhiều cái sản phẩm với nhiều cái thay đổi trong cái ngành nail, thì có cái cách nào mà hay nhất để học hỏi thêm những cái sản phẩm hay là những cái chi tiết, những cái gì mới trong cái cộng đồng ngành nail mình, thì ông có thể nói là các bạn, nhất là những cái sản phẩm mà các bạn xài, các bạn nên theo những cái hãng các bạn mua từ đó, để những cái hãng đó có cái chia sẻ cách dùng tốt và hữu hiệu hơn. Thứ hai nữa là các bạn có thể đi nail show, các bạn nên take the time, không phải là mua những sản phẩm mới không, nhưng mà cũng nên học hỏi từ những cái educator hay là từ cái hãng đó, mình phải lắng nghe những cái cách xài sử dụng cho nó tốt ha. Với lại internet ông nói thì cũng tốt, nhưng mà cũng nên cẩn thận, là tại vì bây giờ ai cũng có thể bỏ lấy cái phone lên mà chia sẻ những cái chi tiết về những sản phẩm này hay kia, nhưng mà không phải ai cũng có cái kiến thức để chia sẻ đúng, nên các bạn cũng phải coi chừng, và tốt nhất là các bạn đi theo những cái hãng mà các bạn đang xài, thì theo những hãng đó để cho các hãng đó chia sẻ cho các bạn cách xài đúng tốt nhất. Jay asked me, thank you, Jay, for tuning in. She's very, she's really into this. She asked me, could Doug explain more about the benefits of the membership on your website? I guess she's a fan of yours. Yeah, well, on my website, I put out a new video every month, and I answer questions that are sent to me by nail technicians, as I said, from everywhere. So if you read the books, you get to read some of those questions, but I'm only up to episode 75 of my books, and I just launched episode 83. In fact, I'm going to be launching episode 83 on my Facebook page for everyone to watch for free in the next 2 weeks. So check my Facebook page out, Doug Shun, again, and you can see a sample of the video. And the benefits are enormous. You get to keep up with the latest information in the industry, newest topics, new techniques are discussed. People ask me about that. Of course, like I said, I don't talk about brands, but I talk about just about anything anyone asks me. So it's a monthly membership? Monthly membership, okay. Monthly videos. Monthly. The videos are about 15 minutes long. I usually answer about 4 questions. So each question is a 1 to 2 minute answer. Is it one-on-one or? It's directly from the nail technicians. It's just like this right now. I speak to you directly, and I read the question from the nail technician, then I answer it. Oh, nice. Ông cũng có cái website duckshun.com. Các bạn muốn vô theo ông thì ông có cái membership program cho các bạn vô, mà mỗi tháng thì các bạn có thể hỏi tới 4-5 câu mà ông là người trực tiếp trả lời và giúp những các câu hỏi mà các bạn có thắc mắc trong những sản phẩm mà các bạn có làm. Just to clarify, duckshun.com is where you get free information. If you want to subscribe to the video series, that's face-to-face with duckshun.com, all one word. Okay, I'm sorry. So nếu mà các bạn có thắc mắc về những cái video này thì các bạn có thể lên face-to-face-with-duckshun.com, right? I'll put the link when we go back to that. I have a questions here. She asked what to choose, UV lamp or LED lamp? Same. Like she's asking, I guess, how or what to choose. I mean, okay.
When the manufacturer creates a gel, they use an ingredient called a photoinitiator. And they may use one photoinitiator, they may use two. They use it at different concentrations, different types, there's many different types. The photoinitiator often determines which lamp is going to be best used. If certain photoinitiators won't work very well at certain concentrations with LEDs, so you would get too much heating or it wouldn't even properly cure. So this is why it's more complicated than people understand. And because the products are not the same, they're very, very different, even though they can look the same, they require different UV lamps to cure them. So it's really important that you get that information from the manufacturer of the gel. They'll tell you which lamps that they've tested scientifically to determine properly cure the gel. Then you have the best success and the best use out of the gel. Because I know that some products say only UV cure, UV lamp cure. Not all products say UV and LED, so you have to be careful with that, right? Well, that's because the industry uses confusing words all the time. We act like LED is a new kind of lamp. It just has created confusion with people. So when they say not UV cure only, they're probably saying use a fluorescent style lamp only. But you should ask. Tell them you're confused by that direction and ask them what they mean. If they tell you you can use any UV or any LED lamp that cure their gel, they're not giving you proper information. They need to tell you which nail lamps have been tested to show that they properly cure. And no one has tested every lamp with every gel. And that's giving me another questions too, like how many lamps out there? Hundreds. Oh my gosh. And most of them are worthless and will not properly cure the gel. That's why don't buy a lamp based on what the lamp manufacturer tells you. Go by what the gel manufacturer tells you. They'll know what's best for their gel. Anh có hỏi là mình nếu mà thí dụ các bạn muốn mua là cái máy hơi đèn á, bây giờ mình có tới ông nói cái hơn 100 cái sản phẩm đèn ngoài đó, mình sao mình biết cách nào mà mình lựa một cái đúng, thì ông nói mình nên mua những cái lamp nào mà cái hãng đang giới thiệu cho các bạn, tại vì những cái hãng đó đã thử những cái đèn đó, cái hơi đèn đúng cái tia sáng ra để đúng để kêu cái sản phẩm, cái gel product của các bạn đang xài, thì cái đó là nó đi đôi với nhau, thì nó mới xài đúng và có cái với nó hoàn hảo hơn. Với lại các bạn nên mua, đừng có mua những sản phẩm mà nói chung là mình phải tới thẳng cái hãng đó, nhất là các bạn đi nail show hay là mình coi video, mình có coi Facebook live, cái hãng đó giới thiệu cái đèn đó thì mình nên hỏi cái này về cái đèn thêm, tại vì nếu mà các bạn có cái đèn khác mà các bạn mua sản phẩm đó mà hơi không đúng thì các bạn có thể giống như hồi nãy em cũng giải thích là mình overkill là undercure, mình sẽ có cái allergic reaction thì nó sẽ có những cái tai hại tới cái móng của khách, thì nên các bạn nên mua cái đèn nào với những sản phẩm gel với cái hãng đó recommended, ok? Cảm ơn các bạn. Các bạn nếu mà muốn biết thêm chi tiết thì cứ hỏi. Tại nói chung hôm nay á, em làm cái này á, nói chung là em không có biết về nhiều những cái chất hóa chất và những cái sản phẩm này, nên em được có may mắn là em có làm một cái project với ông và em cũng có cơ hội làm với ông về cái vài cái một cái project rất là với mấy tháng trước, thì em thấy ông rất là biết nhiều cái về chuyên nghề của cái ngành của ông, nên em mới muốn giúp các bạn biết hiểu thêm. Nếu mà các bạn thích những chương trình này thì cho em biết để các em có thể mời ông trở lại cho các bạn biết thêm những cái đề tài khác mà mình muốn biết. Besides UV lamp and UV LED lamp, what's other product out there that you feel like that a lot of nail techs out there misunderstood about the product? Like what right. are the other trouble well, misunderstanding? A similar example to using the correct lamp is with liquid and powder. People think they can use whatever powder they want. No, there's a curing agent in the powder that causes a liquid to harden. If you use the wrong powder, you might not have enough of that curing agent. So it's always wise to use the powder that was designed with the liquid of your monomer of your choice.
Now, some products, it doesn't matter if you use the entire system. If you don't use someone's nail polish with their enhancement, okay, fine. But if there's a system that's designed as a two-part system, one relies on the other, you need to use them. The liquid relies on the powder. The gel relies on the lamp. These are called matched pairs. You've got to use these as matched pairs, or these can lead to allergic reactions. And like I said before, this is one of the top reasons nail technicians have to leave the industry to get other careers, because they become too sensitive to their products for using the wrong lamp or the wrong powders. Oh, wow. Em cứ mới hỏi ông là có những sản phẩm nào mà cũng có thể nhiều người mà không có hiểu biết thêm là có những trouble làm xài những sản phẩm đó. Thì ông có nói là về nhất là bột. Bột với liquid, nếu mà các bạn xài không đúng, hay là xài nó không đúng theo cái hãng mà mình mua, hay là mình nhiều lúc mình đổi cái liquid này rồi mình xài cái bột hãng khác, thì cũng có thể cho mình có allergic reaction. Có nghĩa là các bạn xài không đúng thì nó có thể làm cái dị ứng cho tay người khách. Thì cái liquid với cái bột đó, nó cái hãng đó đã bán thì nó đã thử trước, nó đã biết là đi đôi với nhau, thì các bạn nên mua cái liquid với cái powder cùng một hãng ha. So besides, because like you said, some product by chance, if they buy from this company, another product they mix and it's okay, is that mean okay to continue using that? Because sometimes I feel like if I mix this and I don't have any problem, they, oh, well, it's good. So is it wise to continue doing that? See, that's a really good question. That's what messes people up, is they don't understand something really important. And that is that allergic reactions, once you get them, they're permanent. They don't go away. They'll get worse with increasing exposure. And also, another thing that people don't understand is they can take 6 months to 6 years to develop. It took me 30 years to become allergic to the nickel button in my blue jeans. So allergies can take a long time to develop, but then you don't become unallergic. So it's really important to pay attention to this now, because if you start getting these symptoms, redness, irritation, itchiness, little blisters, you're on the road to developing allergic reactions. You want to be really, really careful, or you might be looking for a new career. Em cũng hỏi ông là thí dụ mình lỡ mà mình có xài liquid này với hãng bột khác mà mình không thấy mình có cái problem gì, thì mình có nên tiếp tục xài không? Ông có giải thích là nhiều lúc những sản phẩm xài, nhiều lúc lấy nó có thể không có show những cái reaction liền, nhưng mà nó có thể dài năm mình xài thì nó bắt đầu mới có dị ứng. Thì ông nói là dị ứng đó là tại vì mình xài từ từ rồi nó mới giống như nó mới thấm vô cái người system của mình thì nó mới có cái dị ứng. Thì ông cũng nên khuyên là mình nên xài cái liquid với cái powder mà hãng nêu ra cho các bạn. Với lại mình xài, nếu mà mình có dị ứng, mình mà khách mà có dị ứng á, nhiều lúc nó không có show up liền, giống như ông nói có thể 4 năm, 5 năm, 6 năm mới có cái dị ứng đó, mà người khách đó mà đã có dị ứng là cái dị ứng đó nó không có bay đi, nó sẽ giữ trong cái người system của mình. Thì các bạn cũng nên lựa chọn những sản phẩm kỹ lưỡng hơn khi bắt các bạn mua những cái liquid và cái powder nó đi đôi với nhau. Another questions I want to ask you too is that With the dipping powder, is it still acrylic powder, or is it something different? Well, everything we use in the nail industry to create artificial nails is acrylics. UV gels are acrylics, acrylic ingredients, they cure with acrylic chemistry. Liquid and powder is acrylics. Acrylics is a general family name for thousands of different kinds of chemicals, not just one. Mm. The powders used in the dipping systems are indeed acrylic powders, very similar to the kinds of powders used to create liquid and powder. They don't contain the curing agent that liquid and powder needs, because cyanoacrylates, which are the glues that are used in the dipping, cure by moisture. But there indeed are acrylic powders, and they're safe to use when they're used according to manufacturer's directions. So em hỏi ông là cái dipping powder nó có khác biệt gì hơn với lại những cái bột mà các bạn đắp với liquid không? Thì ông nói cái acrylic family thì nó rất là nhiều cái chất hóa học trong đó. Nhưng mà đối với em cũng theo em biết là cái dipping powder cũng là cái cách cũng là cái bột
đó, nhưng cái cách đắp khác là tại vì mình cái dip thì mình sẽ dùng cái chất hóa chất của glue, thì nó nhờ cái nước glue nó mới làm thành, nó mới cứng và nó sẽ bám vô trong cái ngón tay. Thì nói chung ông nói xài cũng rất là tốt, không có cái gì hết, nhưng mà các bạn nên xài theo những cái direction mà của cái hãng mà các bạn mua theo cái hãng đó ha. What I want to know too is that with the dipping powder, is it wise to dip in a bottle? I know that's a big controversial about that. Like how? Well, there should be no controversy. It's unsanitary for two clients to dip their finger into the same bottle. Anyone can recognize that. Some people just ignore that, but it still is unsanitary. My advice would be to sprinkle the powder over the nail, or to put the powder in a separate container and dispose of that powder when you're done. I think that out of abundance of caution, I would recommend those. Em cũng muốn hỏi ông là mình nhúng cái ngón tay vô cái hũ bột dipping powder thì có safe không? Thì ông cũng nói là ông không có khuyên các bạn làm như vậy. Thứ nhất là mình nên rác lên, hoặc hay là mình đổ ra một cái disposable, cái tray á, thì các bạn xài xong thì các bạn có thể dùng những cái sản phẩm mà mình không có xài nữa, thì mình đừng có đổ vào lại, tại vì những cái mình đã nhúng vô cái tay của người khách đó thì những cái chất bacteria nó nhiều lúc ông nói có thể nó affect những cái sanitation của cái sản phẩm của mình. Okay, let me ask you, let me see, if you guys don't have any more questions, then I think this is pretty good. Is there any other topics that you want us to discuss next time? I'm hoping that Doug will come back. Love to. And share us more, because I know today this is just a first one that I feel like it's a first beginning for us to share, you know, more knowledge about mainly the UV lamp and other products, but I'm sure we have more questions about ventilations, right? Other issue that we having in the salon. I think that's something I want to discuss about that too. Love to come back and talk about it. Yeah. So các bạn có muốn biết những cái kiến thức về những sản phẩm khác, như là những cái hóa chất trong salon, thì các bạn có thể nêu lên và viết trong cái chat của em, thì có gì lần sau em có thể mời ông lại để trở lại và chia sẻ thêm về những cái kiến thức về những cái hóa chất, những cái sản phẩm mình xài trong salon mỗi ngày. Nếu mà các bạn không có còn gì hỏi em nữa thì em sẽ pouring. Okay, and Jay said pouring over the nail plate over an empty jar is highly recommended, right? Right. Right. Yep. And cũng nghĩ đúng. Thank you Jay for that. Thank you for your help today. Em biết cái này thì em làm thì nhiều lúc mình cũng chưa có thấu hiểu nhiều những cái sản phẩm hay là cái hóa chất trong salon, thì em sẽ cố gắng ráng để mời ông trở lại để biết thêm những chi tiết và những cái issue để mình giúp cho cộng đồng ngành nail, để mình mỗi ngày mình biết thêm và học hỏi nhiều thêm hơn. Cảm ơn các bạn đã tune in. And before we go, please plug all your social media so they can follow you, Doug. Yeah, I'm on Facebook, Doug Shoon. Instagram, Doug_Shoon. You got my email, my website, www.dougshoon.com, and of course face to face with Doug Shoon for my videos. Okay. Nếu mà các bạn muốn theo ông Doug để biết thêm và học hỏi thêm thì các bạn có thể coi những cái link mà trên màn ảnh của các bạn. Nếu mà các bạn có suggestions hay là những câu hỏi thì các bạn thắc mắc thì cứ bác các bạn cứ bỏ lên cái chat, để em tí nữa em rảnh thì em sẽ answer các bạn the best way I can, còn không thôi thì em sẽ hỏi ông Đức để giúp em trả lời những câu hỏi của các bạn. Alright guys, thank you so much for tuning in. Be sure to subscribe us on YouTube, Instagram and Facebook as well with the Nail Tip Show. Thank you for tuning in again, and have a great day. Okay, guys, see you next show. Bye.